Đánh chết đã. Đau có quyền là gì? Nhiều, nay không có tiền mặt nhiều. Có nhiêu? 5 triệu hả? Ừ, có tài. Cách này chi nghèo rồi má ô. Cách này là móng ế tiền đâu. Rút ra rồi xài hết rồi sao? Ba triệu. 3 triệu. Công an đã nghe. Công an đang nghe. 3 triệu. Như em như chế hay là gì là máng đây là 3 triệu đó. Còn như sư phụ em là 2 triệu. 2 triệu. Là không đeo luôn chứ 2 triệu mà mày đặt đeo mà máng. Công an nói như là 3 triệu đó. Công an đã nghe. Đau kêu nghe chứ Hồng. Có được 3 triệu không? Không. Triệu gửi được. Em cách này đang nghèo mới xin mới đóng tiền nhà má ơi. Điện cho dây 60 triệu biết điện dây. Đâu là trời vậy đó hả? Điện hoài, điện đó sao mà điện cho ép ẻ hả? Không biết. Cái đó quen hay sao mà đâu cho tiền mà mượn cho mượn tiền hoài vậy? Có mối quan hệ á. Anh bây giờ em cho sư phụ em kẹt, cho sư phụ em mượn được không? Em không có kẹt nhưng mà sư phụ em kẹt. Cả 8 tỷ có cho vậy đâu. Phụ em còn thiếu 7 tỷ 8 nữa. Em có cho dây không? Cái dây cả 8 tỷ em mới dây chứ ít ít quá. Không, 7 tỷ 8, 7 tỷ 8. 7 tỷ 8 sư phụ em có 200 rồi, sư phụ còn thiếu 7 tỷ 8. Dây thêm nhiêu đó đang mua đủ cái nhà. Rồi sư phụ em mua vé số, từ từ sư phụ em trúng số, sư phụ em trả. Trúng mấy trả nha. Trúng mấy trả nha. Nói trước là trúng mấy trả nha. Chứ không trúng tiền đâu trả. Con nhà Trúc không quà. Tao qua tao kiếm nhà Trúc mà. Gì nhỏ hả? Đi qua bển nó rước nhé chút về. Chịu đựng. Đâu đau phải không chế, đâu đau. Nắm tay chứ thôi nghe chứ đừng nắm đầu em là chạy nắm tay nha. Còn chứ. Còn chứ. Còn cạnh đây là còn nha. Mà đi sang trắng tay. Còn nha, còn nha. Nắm tay đánh là đẹp cái nắm tay nhờ mua nón chai. Con vừa ngồi ăn kiểu cam chịu vậy nhà con. Trời mắc cỡ kìa. Trời trời. Nhìn được khác cười không? Con vừa khô à. Mom, you.
Mọng dừa sao nghe thành mọng dứa không vậy? Ú mọng dừa. Mẹ mày làm tao đau quá. Không, vẫn chưa. Hẹn nó hết đi. Không. Đâu có được. Cách nói mà mình phải. Không, chưa. Máu không à. Chết mẹ. Kỳ quá. Bỏ từ ha. Vẫn chưa hả? Máu thì nó kể gì đó chứ. Hồi nó hết rồi. Hết máu rồi nó hết chảy đó. Đúng rồi, nó chảy hồi nó hết chứ tên em đi. Trời ơi. Thằng Linh ơi. Chảy hồi nó hết máu rồi nó chảy chứ. Nó đồ mấy bông kêu mọi người đi chứ, kêu mọi người đi chứ. Ta đã điện số này ta. Chốt đâu? Nên khoan khoan đấy, đang quay hai tiếng xíu được. Nghe lại đi, đang nói xíu đi. Nghe lại đi Tuấn. Không, bây giờ hãy đang đổi qua đây. Nghe cuộc điện thoại cứ đi coi chuyện khách đó. Nghe lại đi. Không, Trang nghe. Hãy đang đổi qua đây. Alo. Dạ. Chị ơi, chị tên gì chị ơi? Để em kiếm đơn hàng cho. À, chị tên gì chị? À, chị thêm một chai dưỡng nữa hay sao chị? À, dạ rồi đấy. Là một chai 150.000 đó phải không chị ơi? Dạ rồi. À, chị Xuân phải không chị? Dạ rồi, ok chị. Để xíu em kiếm ra rồi em điện lại cho chị cái nữa nha. Em cảm ơn chị. Tưởng không có khóe nhưng mà khóe không có tưởng. Qua đây cầm cho chén cái thầy. Mi nhẹ nè, anh đợi em một cái được không? Miếng xíu này nha, nghĩ liền chứ hồng này.
ra chiếc họng luôn, nó ra chiếc họng luôn đó. Hôm đây được thôi, ngần ngần đi đây.